Xin chào quý anh chị đã đến với trung tâm auto cập nhật xe, em Sơn Tuấn đây ạ. Mẫu xe ngày hôm nay muốn giới thiệu với anh chị là một mẫu xe đang có mặt tại showroom của trung tâm auto Hà Nội, Kia Sorento, mẫu xe máy xăng và thuộc phiên bản Signature cao cấp nhất. Mẫu xe sử dụng động cơ xăng 2.5 với hệ dẫn động AVKD và hộp số tự động. Xe thì sản xuất năm 2021, đăng ký lần đầu năm 2022. Một mẫu xe mang biển tỉnh, cá nhân và một chủ sử dụng từ đầu. Lăn bánh là 2,2 vạn km. Và mức giá cụ thể của mẫu xe này sẽ được trung tâm auto công khai chi tiết ở phần cuối của video. Và đây là video một mẫu xe đã qua quá trình spa tại trung tâm auto anh chị nhé. Một chút nữa em sẽ quay cho anh chị về phần tổng thể, về phần quan động cơ của mẫu xe này. Và ngay sau đây thì em xin mời anh chị chúng ta sẽ cùng đánh giá lại một lượt nữa tổng thể về phần nội ngoại thất của xe. Và đầu tiên thì em xin mời anh chị chúng ta cùng em đánh giá phần đầu xe. Quan sát ở phần đầu xe của một mẫu xe 2021 thì chúng ta đã có những cái form dáng thiết kế mới nhất đúng không ạ? Với phần đèn pha này, phần mặt ca lăng cũng như tổng thể của xe được tái thiết kế hoàn toàn anh chị nhé. Chúng ta sẽ có phần đèn pha full LED anh chị này, với phần 3 phần bóng chiếu ở bên trong vẫn cực kỳ trong anh chị ạ. Định vị ban ngày được đặt phía dưới anh chị nhé. Đấy, và mặt ca lăng ở thế này chúng ta cũng có mặt ca lăng mới này, với những cái chi tiết bên trong được thiết kế rất đẹp. Và các chi tiết ở phần đầu xe như phần đèn này, phần mặt ca lăng hay phần cản trước thì chúng ta đều có những chi tiết là nguyên bản anh chị ạ. Phần chi tiết an toàn nguyên bản ở thế hệ này chúng ta sẽ có hệ thống cam 360 này, hệ thống cảm biến xung quanh xe này, và hệ thống radar đã được trang bị trong những gói an toàn tối tân của nhà Kia hiện nay. Đấy, và ở phần ngang hông xe để anh chị có thể so sánh các chi tiết mép mí ở phần cản trước hay là màu sơn và độ bóng tổng thể giữa các chi tiết ngoại thất đấy ạ. Với chúng ta sẽ có cái phần 4 dàn lốp của thương hiệu là Michelin rất là nổi tiếng. Phần bề mặt lốp anh chị này vẫn rất đẹp anh chị ạ. Đấy, lốp còn dày cộp anh chị này. 2,2 vạn km anh chị nhá. Và phần mâm thì theo em quan sát 4 phần mâm này chưa có một vết xước anh chị ạ. Vẫn rất là bóng bẩy, với phần mâm 5 chấu được phanh xước. Phần đĩa phanh bên trong đây, bạn có thể quan sát vào, vẫn rất sáng bóng. Đây, các chi tiết về phần giảm xóc này. Đó, một chiếc xe thì đã qua quá trình spa nên về phần nội ngoại thất của xe cũng không có điểm gì đáng để lưu ý đâu anh chị nhá. Chiếc xe này thì bên em sẽ dọn vệ sinh về phần nội thất này, vệ sinh khoang động cơ, vệ sinh về phần khung gầm và đánh bóng tổng thể lại phần ngoại thất của xe là xe đẹp miên man anh chị ạ. Hệ dẫn động AVKD anh chị này, phiên bản là Signature, máy xăng. Đấy, cảm biến cam sao cốp điện đã được trang bị đầy đủ. Đấy, và mời anh chị chúng ta sẽ cùng đánh giá cái phần không gian chứa đồ của mẫu xe này nhé. Và đây là không gian chứa đồ thì chúng ta đã gập cái hàng ghế thứ ba lại. Bác chủ cũ đã trang bị một cái tấm thảm trải sàn bằng nhựa, chúng ta có thể gập như này. Đấy, gập theo các nếp. Đây, dụng cụ kích lốp anh chị này. Và vào xe thì dường như chúng ta vẫn có thể ngửi thấy cái mùi da mới rất thơm anh chị ạ. Đấy, và ngay sau đây thì em xin mời anh chị chúng ta sẽ cùng vào đến không gian nội thất của xe anh chị nhé. Và đây là không gian nội thất của Kia Sorento anh chị ạ. Mẫu xe này thì rất mới. Bác chủ cũ cũng đã rất cẩn thận khi đã trang bị cho chiếc xe của mình một phần bọc vô lăng cũng rất là xịn anh chị ạ. Và chúng ta sẽ đến với các chi tiết được con người sử dụng nhiều như phần vô lăng luôn anh chị nhé. Chúng ta sẽ quan sát về các chi tiết option về an toàn đã được trang bị anh chị này. Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đúng không ạ? Hỗ trợ phanh khẩn cấp này, hệ thống Adaptive Cruise Control. Và chúng ta sẽ cùng quan sát cái phần audio nhé. Đấy, 22.287 km và phần bảng điều khiển trung tâm, bản hiển màn hình hiển thị trung tâm. Rồi là chúng ta sẽ có phần màn hình LCD. Đấy, phần màn hình giải trí cũng vậy, một phần màn hình LCD rất là to bản. Và những cái vật liệu nội thất ở trong xe cũng được thiết kế rất là tinh tế đúng không ạ? Phần nhôm được làm phay xước này, và chúng ta sẽ có những cái vân 3D ở bên trong. Đấy, chất liệu ghế là ghế màu kem anh chị nhé. Có các lỗ thông hơi, thông khí cũng được là làm dạng hoa văn, cũng rất đẹp. Và với phần da ghế, mẫu xe lăn bánh là 2,2 vạn km thì má ghế bạn có thể quan sát vào. Đấy, dường như chúng ta sẽ chỉ có những cái vết nhăn rất là nhẹ thôi. Đấy, không đáng kể anh chị nhé. Cửa sổ trời, toàn cảnh panorama đã được trang bị này. Loa của thương hiệu là loa Bow, loa hàng hiệu. Hứa hẹn khả năng đi giải trí trên mẫu xe này sẽ được đánh giá rất cao chị ạ. Sạc không dây, sạc nhanh đã được trang bị đầy đủ. Phanh tay điện tử Auto Hold cùng các chế độ lái anh chị ạ. Đó, một mẫu xe đã qua spa nên nội ngoại thất thì thực sự không khác gì một chiếc xe mới đâu anh chị ạ. Và ngay sau đây thì em xin mời chị chúng ta sẽ cùng khám phá về khoang động cơ của mẫu xe này nhé. Và đây là khoang động cơ của Kia Sorento, mẫu xe máy xăng thế hệ năm 2021 anh chị ạ. Đây, và anh chị có thể quan sát về từng cái chi tiết về ốc chân máy này. Đây, về ốc trụ giảm xóc đấy ạ. Đấy. Và trung thực auto thì chắc chắn sẽ cam kết với mỗi chiếc xe tại trung thực auto thì đều trải qua quá trình kiểm tra với 176 hạng mục kiểm tra chất lượng đầu vào. Đấy, và trung thực auto sẽ cam kết bằng văn bản có giá trị pháp lý là xe không tai nạn, đâm đụng ngập nước, ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm chassis. Về phần động cơ, hộp số của xe thì nguyên bản, không tháo cầu đại tu. Và về mặt pháp lý là những chiếc xe minh bạch về mặt giấy tờ, không thế chấp và không phạt nguội anh chị ạ. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu sơ bộ với anh chị về phần nội ngoại thất của một mẫu Kia Sorento, mẫu xe sử dụng động cơ xăng 2.5 với hệ dẫn động AVKD và hộp số tự động.
và thuộc phiên bản Signature cao cấp nhất. Mẫu xe với ngoại thất màu đen, nội thất màu kem và với cấu hình 7 chỗ. Xe thì đăng ký là lần đầu là năm 2022 và sản xuất năm 2021 anh chị nhé. Một mẫu xe mang biệt tỉnh, lăn bánh là 2,2 vạn km và đang được Trung Tướng Auto định giá trong mức giá là 928 triệu đồng. Và tại Trung Tướng Auto thì vẫn còn rất nhiều những mẫu xe gầm cao khác đã qua sử dụng. Vậy anh chị đang quan tâm và tìm kiếm cho mình một mẫu xe gầm cao, sản xuất năm nào, phiên bản nào thì anh chị hãy đừng ngần ngại, nhấc máy lên và gọi điện đến số điện thoại hotline của Trung Tướng Auto đã được ghi ở phần dưới màn hình 0975 79 và tứ quý 2 để các bạn tư vấn bán hàng có thể gửi cho anh chị thông tin cũng như là tình trạng cụ thể của mẫu xe mà anh chị đang quan tâm ạ. Và em cảm ơn anh chị đã xem đến hết video và hẹn gặp lại anh chị ở những video giá tiếp theo.